Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh ngành may mặc của mình. Thì cái video này mình sẽ review cho các bạn những cái sản phẩm như là motor tiết kiệm điện liền trục. Thì mình sẽ hướng dẫn khách hàng cũng như là chia sẻ đến cho những các bạn xem video của mình luôn những cái cách chỉnh tốc độ của những cái motor tiết kiệm điện nè, motor liền trục nè, cách chỉnh tốc độ nè, cách đảo chiều motor như thế nào nè, và mình khóa tốc độ của những cái hộp motor liền trục này nó như thế nào. Và thì đầu tiên mình sẽ review cho các bạn sơ qua nha, cái sản phẩm như là những cái motor liền trục này. Thì bây giờ mình nói chung là mình sẽ review sơ qua những cái tính năng nổi bật của những cái dòng motor tiết kiệm điện liền trục như thế này. Nó có những gì ưu điểm thì đó, nói chung là các bạn có thể nè, nó rất là nhỏ gọn ha, nó motor nó nằm ở đây rất là nhỏ gọn, nó không còn nằm ở phía dưới nữa. Và cái thứ hai đó là các bạn có thể điều chỉnh được tốc độ nhanh chậm, và nó không có cái thứ ba đó chính là không còn bị kêu hú như những cái motor cơ rất là khó chịu khi mà bạn xài với bạn đạp á, nó hay bị những cái motor cơ á, nó hay bị kêu hú nè rất là to. Còn đối với những cái motor liền trục này thì các bạn sẽ không có gặp cái những cái hiện tượng như là motor kêu nè, hú nè, rất là to, rất là ồn ào đó. Và cái thứ ba là các bạn có thể điều chỉnh được tốc độ cũng như là tiết kiệm rất là nhiều điện, và các bạn có thể đảo chiều motor. Thì cái cải tiến tiếp theo đó là cái vị trí dừng kim. Ví dụ như khi mình đang may nè, thì mình muốn kim mình nó lúc nào khi mình dừng máy thì kim mình nó đâm xuống hoặc là dở lên, thì mình có thể điều chỉnh được nha mọi người ha. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ đạp máy nè, thì lúc nào kim mình nó cũng cắm xuống hết. Đây, khi mà mình đạp máy nè, mình thả ra thì lúc nào kim mình nó cũng cắm xuống dưới hết ha. Đây, mình đạp máy lại nè. Đó, mình đạp vô tư, khi mà mình thả ra thì kim mình nó sẽ gắm xuống ở dưới mặt nguyệt. Còn bây giờ mình muốn cho kim mình nó, khi mà mình đạp máy xong thì kim mình nó dở lên, thì mình sẽ nhấn vào cái nút này. Đó, thì kim mình nó sẽ dừng ở cái vị trí ở trên. Thì bây giờ mình sẽ đạp máy cho mọi người xem nha. Đó, thì lúc này kim mình nó sẽ nằm ở trên, nó không còn nằm ở dưới vải nữa. Đó, đó, mình sẽ đạp máy nè. Rồi, thì lúc nào kim mình nó cũng dở lên hết, nó định vị được ha, nó định vị được kim mình dừng lên hay là dừng xuống. Nó có một cái đầu dò ở đây. Thì những cái motor này rất là tiết kiệm điện, và cũng như là có những cái tính năng nổi trội như là có thể chỉnh được tốc độ nè, có thể đảo chiều motor nè, có thể định vị kim lên xuống nè, và nó cũng rất là nhỏ gọn ha. Motor nó nằm ở đây, nó không còn motor chà bá nằm ở dưới kia, và nó có hay bị kêu nữa. Thì hiện tại mình đang bán những cái sản phẩm motor liền trục nè, motor tiết kiệm điện nè. Các bạn nào có nhu cầu mua nè, những cái dòng máy như Mộc Kim, Giác Sổ, Canh Sai mình đều có cả ha. Các bạn nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với số điện thoại mình. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho những cái khách hàng của mình nè, chỉnh tốc độ của những cái motor, chỉnh tốc độ như thế nào, đảo chiều motor như thế nào, và hay là mình khóa tốc độ lại như thế nào. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chỉnh tốc độ nè, cũng như là cách chỉnh khóa tốc độ hoặc là đảo chiều motor. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh tốc độ trước nha. Thì chỉnh tốc độ thì ở đây các bạn sẽ thấy được dấu cộng và dấu trừ nè. Các bạn cứ nhấn dấu cộng á, thì nó sẽ tăng tốc độ, và mình nhấn dấu trừ thì tốc độ mình nó sẽ giảm xuống. Và bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem nha. Thì mình nhấn dấu trừ. Rồi, mình sẽ cho nó về tốc độ chậm nhất. Rồi, tốc độ chậm nhất của nó là 250 vòng trên 1 phút. Thì bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem nha. Thì đây là cái bàn đạp của mình nè ha. Bây giờ đây là cái bàn đạp của mình. Đây là bây giờ mình sẽ gắn vào và mình sẽ test trên vải cho mọi người xem. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nhấn bàn đạp nè. Đó, mình nhấn hết ga luôn này nha. Thì máy mình nó chạy rất là chậm ha. Và bây giờ mình sẽ tăng tốc độ lên. Mình tăng tốc độ thì mình nhấn nút cộng. Thì bây giờ mình cho nó lên 1000 vòng 1 phút đi. Rồi, 1000. Thì bây giờ mình sẽ đạp nè. Nhanh hơn một chút rồi ha mọi người. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tăng max tốc độ là 4000. Đâu bạn bấm dấu cộng. Rồi, mình sẽ chỉnh cho tốc độ. Chỉnh tốc độ thì nó rất là dễ thôi. Cứ nhấn dấu cộng hoặc dấu trừ thôi là mình tăng tốc hoặc là mình giảm tốc độ. Bây giờ mình sẽ tăng lên cho nó 4000 đi. Rồi, 4000 nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bàn đạp của mình nè, mình đạp cho mọi người xem. Đó,
đó, nó chạy rất là nhanh ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đảo chiều motor ha. Thì hiện tại motor mình đang chạy thuận kim đồng hồ nè mọi người ha. Bạn nhìn ở đây nè. Đó. Thì motor mình nó sẽ chạy thuận kim đồng hồ. Và bây giờ để đảo chiều motor thì các bạn nhấn vào B và cộng hai cái nhấn cùng một lúc. Đó. Thì nó sẽ hiện ra là B00. Lúc này các bạn nhấn vào dấu cộng cho mình thì nó sẽ hiện ra là B02. Thì các bạn bấm vào chữ B để vào chương trình. Thì lúc này bạn sẽ thấy hiện số 0. Hiện số 0 lên thì các bạn bấm vào dấu cộng để cho nó lên số 1. Thì khi hiện lên số 1 thì nó sẽ chạy ngược lại. Chạy ngược lại thì các bạn bấm chữ S để lưu lại vào bộ nhớ. Rồi, thì lúc này motor mình nó sẽ chạy ngược lại nè mọi người, các bạn nhìn xem nè. Đó, nó sẽ quay ngược kim đồng hồ. Đấy ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ làm lại để cho nó quay đúng chiều, tại máy này máy dứt sổ nên là phải quay thuận kim đồng hồ ha. Bạn nhấn vào B và cộng cùng một lúc. Bạn bấm vào dấu cộng cho nó lên B02. Các bạn bấm B để vào chương trình. Rồi các bạn chuyển nó về số 0. Thì như vậy là motor mình sẽ đảo chiều trở lại và các bạn bấm S để lưu lại. Rồi. Như vậy là đã xong. Các bạn nhìn nè. Rồi. Khi này mình đạp bằng ga thì motor mình nó chạy đúng chiều nha. Đó, đúng chiều. Rồi, đúng chiều ha. Rồi thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách khóa tốc độ của motor này. Khóa tốc độ thì các bạn bấm vào chữ B và dấu trừ. Hai cái bấm cùng một lúc nha. Thì nó sẽ hiện ra một cái mật khẩu. Các bạn phải nhập mật khẩu vào. Mật khẩu của những cái hộp như thế này đó là 2013. Các bạn bấm vào, bấm dấu cộng để nó lên số 2 nha. 1, 2, 2. Các bạn bấm dấu B để nó chuyển qua số bên đây để mình chọn tiếp. 20 thì cái này là 0 rồi. Mình chuyển qua tiếp theo. Bấm vào dấu B. Rồi các bạn nhấn vào dấu cộng để nó hiện lên số 1. Rồi các bạn chuyển qua, bấm dấu B chuyển qua bên số bên cuối cùng. Mật khẩu là 2013 nha mọi người. Các bạn bấm lên 1 nè, 2 nè, 3 nè. Các bạn, rồi lúc này các bạn bấm vào chữ S. Thì nó sẽ hiện ra B00. Thì các bạn nhấn lên B01, các bạn vào chương trình. Thì các bạn nhấn vào B01 nè, các bạn bấm vào B để vào chương trình. Thì lúc này nè, các bạn có thể điều chỉnh được tốc độ, khóa tốc độ của nó. Ví dụ tốc độ max của mình bây giờ là 4000, mình muốn cho nó chạy chừng 3000 thôi. Các bạn khóa tốc độ nó lại cho nó chạy 3000 thôi. Ai cũng không bấm lên được trên 3000 được. Các bạn chọn 3000 xong. Các bạn muốn cao lên thì các bạn nhấn cộng nha. Còn các bạn muốn thấp thì các bạn 3000 các bạn bấm S. Các bạn lưu lại. Rồi. Thì khi mà mình bấm S để mình lưu lại á, thì lúc này mình chỉnh tốc độ nè. Các bạn ấn dấu cộng cỡ nào nó cũng không có lên tốc độ được. Nó chỉ max tốc độ là 3000. Các bạn nhấn dấu trừ á, thì nó xuống được ha. Tốc độ nó có thể đi xuống được nhưng không, tốc độ nó không có thể lên được trên 3000 nữa. Và bây giờ mình sẽ làm lại nha, để mình chỉnh cái tốc độ nó cho nó lên 4000 nè. Thì các bạn bấm B và dấu trừ cùng một lúc. Thì lúc này nó hiện ra một cái hàng số để các bạn nhập mật khẩu vào 2013. Mình sẽ nhấc vào dấu cộng nè, 1 nè, 2 nè. Rồi mình bấm vào dấu B để nó chuyển qua bên phải, số bên phải. Rồi không là mình không cần bấm nữa, bấm dấu B một cái nữa. Rồi lúc này mình sẽ bấm dấu cộng để cho nó lên 1. Rồi mình sẽ bấm dấu B cho nó chuyển qua bên đây. Rồi bấm 1, 2, 3. Rồi lúc này mình sẽ bấm S. Thì nó sẽ hiện ra là B00. Các bạn nhấn vào dấu cộng để cho nó lên B01. Rồi các bạn tiếp tục bấm vào dấu B. Thì nó sẽ hiện ra là 3000, tốc độ 3000 ha. Thì lúc này các bạn nhấn vào, các bạn chỉnh tốc độ nó lên 4000. Rồi các bạn sẽ lưu lại. Thì như vậy bây giờ nè, tốc độ mình đang 3000 mình có thể chỉnh lên cao được ha. Chỉnh lên tới 4000 thôi là vừa rồi. Đó, đấy là cái cách khóa tốc độ nha. Thì anh em nào có nhu cầu mua những cái motor liên trục nè, hoặc là những cái motor tiết kiệm điện nè, thì có thể liên hệ với số điện thoại của mình để mình tư vấn cho nha. Thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc tất cả mọi người thành công nha.